Dạ. Hai họ tên gì? Dạ. Họ tên gì? Em tên Trung Thành Dũng. Đọc hết nha. Trung Thành Dũng. Trung Thành Dũng à? Sinh năm mấy? Năm 2. 1982 hả? Quê quán đâu? Quê quán ở không ở quê mà chuyển khẩu lên phố lâu rồi. Nha. Rồi tạm trú đâu? 457 trên 5 Điện Phủ, phường 3, quận 3. 457 gì nữa? Trên 5. Gì nữa? Điện Phủ, phường 3, quận 3. À. Nay mày bị bắt rồi, bị sao? Mày bị bắt phải không? Em lấy giải. Bịt giải hả? Dạ. Mày làm gì nữa? Em lấy giải là em thế. Mày lấy bịt giải mày chạy hả? Dạ. Bịt giải là người ta để đâu? Dạ, để ở trên xe. Để trên xe hả? Trên xe mày lấy bịt giải hả? Mày theo mày theo bà này bao lâu chưa? Em chạy ngang thấy bịt giải em. Lý do tại sao mà lấy bịt giải? Vì em cần tiền. Cần tiền hả? Cần tiền làm gì? Ai cũng khổ quá đó, không ai không ai sướng đâu đúng không? Người ta khổ người ta đi làm thôi, chứ không phải đi làm mấy cái chuyện mà trộm cắp cướp giật rồi, dạ. Đúng không? Cướp khóa nào chưa? Dạ rồi. À, khóa gì? Dạ khóa mới rồi là em đi tàn trữ ma túy. Tàn trữ ma túy hả? Dạ. Năm mấy? Năm 2 năm. Toàn lao sử? Dạ, cũng nhất sử. Cũng nhất sử hả? Đi mấy năm vậy? Dạ, 3 năm. 3 năm hả? Còn bây giờ tại sao không bằng lương mà đi trộm cắp nữa? Bằng lương mà tiền quá. Có việc làm chưa? Có. Làm gì? Buôn bán quần áo. Buôn bán quần áo rồi. Mà thấy tay để giải ngoài đường lấy thôi phải không? Tiền mà giải thôi. Cái này 12 tháng 12 ha, thu chung nha. Dạ. Rồi bỏ nha.